Ôi, chào anh em. Chào mấy anh em quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Lam mình. Đó. Thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em trước màn hình anh em mình đây. Đó là một chiếc Yamaha FZ anh em nhá. Đó, dòng này thì nói chung là nó có từ rất là lâu rồi. Bản đời đầu, bản này gọi là bản S anh em nhá. Yamaha FZ bản S 2011. Bản này là bản bình xăng cơ anh em. Đó. Mang phân khúc là 150 phân khối. Đó, xe Yamaha anh em nhá. Đó này, đời sau này nó ra thì nó đi, còn đời này thì vẫn là còn bình xăng cơ bộ chế hoặc khí nhá. Con này thì đang được đăng ký biển số thành phố 59U119477 này. Chi tiết anh em nhá. Lốp trước lốp sau đang còn khá là dày anh em. Có lên cho em cái chắn bồn sau. Xe đi qua thời gian rồi thì nói chung là cái vấn đề chảy xước thì không thể nào tránh khỏi được anh em. Đó, nhưng mà với một con xe mà giá cả cực kỳ phải chăng này thì chảy xước đâu ăn thùi được. Lốp trước lốp sau khá là dày anh em nhá. Liền lá thắng đĩa. Máy thì cực kỳ là êm nha. Êm ái. Yamaha này. Có lên cho anh em một cái bô Slakovic, bô lổ đấy nha. Đó, nghe tiếng bô này nó trụng khá là hay. Test thử máy anh em nghe thử vòng này. Nói chung là giá thì có mười mấy triệu thôi anh em. Mười mấy triệu là anh em sở hữu một chiếc FZ bản S bình xăng cơ đời đầu. Đó, tài chính tầm giá tiền như thế này mà sở hữu một chiếc xe Nhật thì như này thì không phải ngại ngần gì đâu anh em. Đó. Anh em nào mà có thiện chí thì anh em cứ để lại bình luận. Đó, mình sẽ có nhân viên báo giá, gửi ảnh video đầy đủ cho anh em mình tham khảo nhé anh em nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.